Bắt đầu từ 12 giờ ngày 6 tháng 2, phương tiện lưu thông trên 6 tuyến cao tốc, trong đó có 3 tuyến qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, được nâng tốc độ chạy tối đa từ 80 km h lên 90 km h 6 tuyến cao tốc được điều chỉnh tốc độ chạy tối đa từ 80 km h lên 90 km h gồm Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Nha Trang Cam Lâm và Lào Cai Kim Thành. Theo cục đường bộ Việt Nam, việc điều chỉnh thông tin tốc độ khai thác trên biển báo trên 6 tuyến cao tốc 4 làn xe hạn chế đã thực hiện xong. Phương tiện có thể lưu thông với tốc độ tối đa 90 km/h trên các tuyến cao tốc này. Cục đường bộ Việt Nam cũng khuyến cáo phương tiện khi lưu thông trên tuyến cao tốc cần chấp hành nghiêm quy định của luật giao thông đường bộ năm 2008 và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, đặc biệt cần làm chủ tốc độ lưu thông, bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai xe đi trên cùng một làn đường cao tốc.